Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Mira Rad 904, một dòng xe đạp dành cho các bác mà đang tìm kiếm một chiếc xe đạp để đi phố, đi thể dục hàng ngày và muốn có một chiếc xe mà cấu hình nó cũng tương đối là cao một chút thì đây là một chiếc xe rất là phù hợp. Thương hiệu Mira cũng rất là quen thuộc và nổi tiếng với các bác chơi xe lâu năm rồi. Hôm nay em về một chiếc khung nhôm. Đấy, thì là bản chất của chiếc xe là trước hình như là xe đua, xong rồi đã được chủ cũ họ nâng cấp lên bộ tay ngang để trở thành một chiếc xe touring rất là đẹp. Nâng cấp được cái bộ tay bấm xô ra này, nó cũng cái giá cái thành của nó cũng tương đối là đắt các bác nhé. Đấy, bộ tay bấm này tương đối là đắt. Với những chiếc xe mà xe đạp đua mà được nâng cấp thành touring thì các bác rất là ưa chuộng, tại vì nó rất là đẹp, sử dụng thì nó nhẹ nhàng và đạt cái tốc độ nó rất là tốt. Nhôm do xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là xuất hiện những cái vết xước, không thể tránh khỏi. Nhìn ngoại hình sơn si thì nó cũng còn tương đối là đẹp. Full hết tất tần tật một set group của Shimano Soza, từ đè chuyển số này, là đĩa trước, đùi đạp trục rỗng, cặp phanh đến đuôi tay bấm, full hết Soza, tay phanh cơ, phanh ba mảnh cũng một Soza luôn. Vành bánh 700C. Bánh 700C như này là bi vòng bạc đại. Mọi người trước cũng thế luôn các bác nhé, bi vòng hết. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 52 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến 75-76 đi là phù hợp. Bộ chuyển động Soza với 9 tầng lít và 2 tầng đĩa và 18 tốc độ khác nhau, lên xuống rất đều, lên rất mượt. Chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.